Rồi, xin chào tất cả các bạn đang quay lại kênh YouTube của mình. Thì ở video lần này thì mình sẽ làm một cái video về cái hệ thống hộp số của chúng ta ha. Thì mình đang làm cái hộp số này và căn bệnh của nó là nó đang bị nhảy số ha. Nhảy ở tất cả các cửa ha, cả cửa số tới và số lui. Thì cái hộp số này là do cái anh ở miền Tây anh gửi lên cho mình để mình làm. Thì hôm nay tiện cơ hội thì mình sẽ review lại và mình sẽ nói về những cái nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng nhảy số ở cái dòng hộp số Hovo này ha. Hộp số này là của xe Hovo, của Hovo 336 hoặc là Hovo 375 thì nó cũng tương tự, nó giống như nhau ha. Thì cái dòng Hovo này thì có anh em mình cũng nhìn đây là đây này, cơ cấu hộp số ha. Cái này mình thấy 30 chứng tỏ là nó có một số da ha, và còn lại là 5 số, tổng là sẽ là 6 số ha. Đấy, thì cửa số da nó nằm bên này nè các anh em. Cửa số da số 1 nó nằm bên này. Đấy, số 2, số 3, số 4, số 5 nó nằm bên này ha. Đấy. Thì cái hộp số này nó có cấu tạo là cái từ phần đây tới đây ha, là cái hộp số 9 ha. Còn phía sau này nó còn có một cái hộp số phụ nữa, hộp số phụ của nó là cái cơ cấu bánh răng hành tinh ha. Đây. Mình đang thấu ra tung ra hết rồi đây để cho các anh em mình xem. Thì cái này thì nó cũng đơn giản thôi ha, không có vấn đề gì. Thì hộp số này là 5 số, nhưng mà sau khi mà nó đã qua cái bộ cơ cấu bánh răng hành tinh này thì nó sẽ lên là 12 số ha, nó chuyển qua tầng nhanh hoặc tầng chậm á. Đó, thì cái các anh em thợ hoặc là các anh em lái xe thường hay nói là tầng nhanh chậm á, đó là cái cơ cấu tầng nhanh chậm đó các anh. Đó, thì nó sẽ gắn vào sau đít này. Ở một cái số dòng xe khác á, thì nó sẽ gắn đằng phía trước hộp số 9. Đấy, có dòng thì nó sẽ gắn hộp số phụ nằm sau hộp số 9. Đó, thì nó có cơ cấu như vậy. Rồi, trở lại cái câu chuyện là nó bị trả số ở cái dòng hộp số này ha. Thì cái nguyên nhân đầu tiên của vấn đề đó là cái bộ này. Nguyên nhân có thể nha các em. Đó là cái bộ phận máy khâu này ha. Đây là máy khâu. Đó. Thì cái bộ phận máy khâu này nó bị ra lỏng ha, ra lỏng hoặc là đứt chốt định vị đó, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là cái này này nó không giữ được này, đây cái bộ phận này nó không giữ được cái số của mình đó, dẫn đến là tình trạng là nó bị trả số ha. Đó, đó là nguyên nhân đầu tiên từ xuất phát từ cái bộ máy khâu này ha. Cái bộ phận thứ hai đó là cái cơ cấu chuyển tầng nhanh chậm bộ điều khiển hơi ha. Khi chúng ta cung cấp hơi đi vào thì bộ piston này sẽ hoạt động chạy qua chạy lại ha. Chạy qua chạy lại thì nó sẽ mở cái đường hơi này để nó cung cấp qua cái bên hông này để đi xuống tầng nhanh, còn bên hông này xuống tầng chậm. Đó. Thì lâu ngày cái bộ phận này bên trong này nó hư này. Đấy, nó hư thì nó làm cho cái piston của chúng ta nó bị lửng ha, nó không có làm việc được. Dẫn đến là nó không được vô tầng nhanh tầng chậm. Đối với cái bộ phận mà tầng nhanh chậm này này, cái cấu bánh răng bộ động tốc nhanh chậm á, thì đối với cái dòng hộp số này bắt buộc nó phải vào được một cái tầng nào đó thì nó mới cho vào số. Còn lại nếu mà nó đang lửng tầng rồi á thì cái cơ cấu khóa này này, đây trong này có cơ cấu khóa này, thì nó sẽ khóa cứng lại, nó làm cho lái xe chúng ta nó có cảm giác là cái tay số chúng ta nó bị cứng, nó cứng, nó khóa cứng lại không cho vô số. Đó là tại vì cái tầng nhanh chậm chúng ta nó đang bị lửng, nó không đẩy cái thanh này lên được này các anh em, không đẩy cái thanh. Nếu mà chúng ta đẩy cái thanh này lên này, đấy, đẩy cái thanh này lên, nó sẽ làm cho cái ba cái cần cua chúng ta nó sẽ chạy tới chạy lui được ha. Mà nếu mà giả sử như mà cái cơ cấu chuyển tầng nhanh chậm chúng ta có piston chuyển tầng á mà nó không có tì vào đây được nữa thì nó sẽ khóa cứng cái ba bộ phận này lại, thì dẫn đến tình trạng là chúng ta không vô số được. Ví dụ như đây nè, cái này nè, mình muốn vô số cũng không được này. Đấy, đây để mình thử cho các anh em mình xem. Đây, ví dụ nha, đây đỡ vô số được đâu, đó, thấy chưa? Không vô số được ha. Đó. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhắc cái này lên này, đây, chỉ cần nhắc một thanh này lên, đây để mình một tay mình giữ cái này rồi, đây mình giữ đây, ha, đó, vô số được này, đây, cái này mình thấy không? Đó, đó, cơ chế hoạt động của nó là như vậy, ha. Đó là cái nguyên nhân thứ hai hiện đến tình trạng là nó nhảy số, ha, nó lửng tầng thì có nghĩa là các anh em lái xe mình sẽ không được vô được số nào hết, tưởng là rằng là xe chúng ta bị hư ha. Đó, rồi một cái nguyên nhân nữa đó là cái bộ động tốc của chúng ta nó đang bị hỏng. Ví dụ đây là cái bộ động tốc của cái hộp số này nó đang bị hỏng này, cái này mình thấy không, nó sập xuống sau xuống không này,
cái khoảng cách này này, cái khoảng cách của cái vành rang chụp này này đó, nó thấp sập luôn ha, sập xuống thì nó dẫn đến tình trạng là nó không khóa cứng lại được ha, hoặc là nó hộp số chúng ta nó sẽ bị kêu, nó không vô được, không khóa được lại ha. Đấy, không khóa được lại thì không sẽ thể nào mà chúng ta vô được tăng được, mà không vô tăng được thì có nghĩa là xe chúng ta đang ở trạng thái là mo ha, nó không có thể nào mà xe chúng ta lăn bánh được ha. Đây là cái bộ phận mới này, cái này mình thấy không, cái khe hở của nó này. Đấy ha, đây khe hở giữa cái vành ấy này, của cái vành chụp này này, với cái bánh rang nó có hở ha. Thì bên trong này nó là độ côn nha các anh em, đó độ côn đây này ha, nó là hình côn đấy, hình côn thì nó mới bắt đầu nó mới tròng lại, nó mới thắng được ha. Đó thì ba cái nguyên nhân đó là ba cái nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng là nhảy số ở hộp số xe Hovo 7 hoặc là hộp số Hovo 336. Thì các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe. Anh em nào còn có nguyên nhân nào nữa thì hãy chia sẻ với tất cả các anh em ha. Đấy, thì đây là cái hộp số này. Thì bên mình cũng có bán một số phụ tùng vật tư của cái dòng xe tải Hovo hoặc là DU Hyundai. Các anh em cần thì hãy liên hệ với bên mình ha, 0389898100. Mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em.